xin chào mọi người lại là khoa đây trong cái tutorial này em sẽ hướng dẫn mọi người đi dựng cái đèn này nhé Thế thì trong cái tutorial này sẽ gồm có 5 phần Thứ nhất là mình sẽ đưa cái tấm ảnh Reference vào trong 3D Max để mình đi dựng cho nó nè Thứ hai là mình sẽ bắt đầu đi model Thứ ba là mình đi unwrap Thứ tư là mình đi làm ánh sáng Và thứ năm là mình sẽ đi tạo vật liệu cho nó nha Để cuối cùng cái kết quả của mình sẽ ra được một cái đèn nó trông giống như thế này nha Trong tutorial này mình có sử dụng phần mềm 3 Max 2021 Vray 5 Plugin Copy Paste Plugin Unwrap Pro Plugin UV Tool trong trường hợp bạn chưa có phần mềm hay là plugin thì các bạn có thể vào ngay tại cái trang web và kéo xuống dưới đây nhé các bạn bấm vào cài đặt phần mềm và plugin nó sẽ nhảy ra một cái trang may map như thế này ví dụ như bạn cần plugin in pro các bạn chỉ việc bấm vào dấu mũi tên ở góc bên trên như thế này nó sẽ dẫn đến phần in pro tiếp tục các bạn bấm vào mũi tên ở link download thì nó sẽ nhảy tới trang qua và download plugin xuống cho bạn nhé tiếp theo thì chúng ta hãy đi cài đặt cho nó ở đây bạn có thể quan sát tấm hình này nếu không nữa bạn có thể bấm vào đây để dẫn đến link video hướng dẫn cài đặt cho cái phần in pro này nhé để nhận được hình ảnh tham khảo Reference hay là Texture hay là file Lighting Studio mà mình có sử dụng trong cái tutorial này thì các bạn hãy bấm vào đây để download file thực hành xuống Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu vào tutorial nha Ở cái phần đầu tiên này thì mình sẽ đưa cái tấm ảnh vào trong 3D Max để mà mình bắt đầu đi dựng cho nó Các bạn có thể tham khảo trong cái thư mục Reference á thì cái phần tutorial của nó nó rất là đa dạng nha Đối với lại cái bài này thì mình sẽ đi sử dụng cái tấm ảnh này để đưa vào trong 3D Max nha để có được những cái tấm hình tham khảo này các bạn nhớ download file thực hành xuống nhé. À, sau khi mà mọi người đã download cái file thực hành á thì mình có thể vô cái uh, thư mục reference này để mình xem một số hình ảnh tham khảo ha. Các bạn có thể thấy những cái đèn này nè, thì cái dáng của nó giống nhau nhưng mà cái phần đuôi của nó thì mỗi cái nó có một cái kiểu khác ha. Có cái thì nó uh, nó 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 cong vô loạn xạ ngầu như thế này, uh, có cái thì nó theo cái hướng uh, xoắn nè ha. Còn có cái thì nó lại thẳng băng ra. Đó, nó như thế này. À, rồi ha, thế thì trong cái uh, tutorial này em sẽ đi uh, bóc cái này ra để mà đi uh, đi follow theo nó để đi dựng ha. Nó cái đuôi của nó cũng tương tự vậy. Thật ra cái đuôi này mình dựng xong rồi á mình chỉnh được nha. Ờ à, đấy, à, em sẽ hướng dẫn sau. À ai à, chỉnh chỉnh là làm cho nó khác đi á, chứ còn mà uh, thí dụ như nó thẳng như thế này thì mình nên đi tạo thẳng luôn chứ mình đừng có làm công công ha. Tại vì làm công xong mình làm thẳng ra mệt lắm. Uh, thậm chí là nhiều khi không được luôn. Đó. Rồi, tùy mẫu mà mình thích làm gì thì làm nhé. À, bây giờ mình sẽ đưa cái tấm hình này vô 3D Max nè đây à, ở đây em có để hình từng bước à, hình hình từng bước ha à, đó kệ nó bây giờ em sẽ đi làm cái bước này nè là đưa cái tấm hình vô đó mình đi vẽ một cái tấm plan ha mình để cái xác minh cho nó ở đây là một một thôi xong rồi cái mình sẽ à, đây dễ nhất là mình sẽ đi cầm cái 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 hình này hình này ha mình quăng vô đây rồi mình kiểm tra cái kích thước của cái tấm hình ha chuột phải vô tấm hình nè chọn vô property ở đây mình chọn như một đi theo 1053 nhân 700. Đó, thì cái tấm plan của mình mình sẽ nhập thông số cho nó 1053. ba uh, cái này là 700. Đó, để cho nó đúng được cái uh, chiều ngang dọc ha. Rồi, ở trên trang web. Đó, uh, ở trên cái trang này thì nó gọi tên này nhưng mà cái tên này em sạch Google nó không ra cho nên là thôi em em chỉ nói cái đơn giản là cái đèn máy che ha, chứ không đi uh, đặt cái tên cho nó. Uh, Google cái tên này nó ra tùm lum đèn hết trơn á. Ờ uh, rồi Bây giờ mình thấy nè ha, nó nói là cái đèn này á nó dài 900. Đây, thế thì mình sẽ vô đây mình scale một cái kích thước tương đối nhé. À, ở đây mình có thể vẽ một cái rét tăng nè. À, cho nó 900 chẳng hạn. Rồi ha, xong rồi cái mình scale cái đèn này. Thật ra là nó khoảng khoảng thôi nha, chứ nó không có nhất thiết là nó phải đúng y chang đâu. Ờ à, đây, tại vì mọi người cũng có thể thấy á là trên hình của mình á, trên những cái tấm hình tham khảo ha. Uh, có cái to có cái nhỏ chứ không phải là cái nào nó cũng đều như nhau. Đó cho nên ở đây là mình vẽ một cái đèn cái kích thước nó tương đối ha. Rồi, như vậy là mình đã xong được cái bước 1 đó là đưa cái uh, tấm hình vào đây rồi ha. Uh, sang bước 2 thì mình sẽ bắt đầu đi dựng cho nó nhé. Ở phần hai này thì mình sẽ bắt đầu đi model cho nó nha. Ở đây thì chị hướng dẫn mọi người đi model về cái uh, phần mây che ha. À mình có để hai cái model bóng đèn giấy tóc ở trong phần thay hình nhé đây trước khi mà mình bắt tay vào đi dựng thì ở đây mình hãy xem sơ lược qua các bước dựng ha đó để mình nắm được cái tổng thể là trong cái phần dựng hình này mình sẽ làm gì rồi đầu tiên nha là mình sẽ phải có được một cái module này cái module này thì em đã dựng sẵn rồi mọi người có thể có được cái module này ở đâu mình có thể là lên trang web 3D tutorial net nè ha xong rồi cái mình vô cái mục là 3D model sau đó rồi các bạn có thể chọn qua cái tab module này nè thì ở đây em đã để sẵn những cái mẫu đang thông dụng ha đó, đối với lại cái tutorial này thì mình sẽ sử dụng cái mẫu đen thứ 17 này nè. Đó các bạn có thể bấm vào đây nè ha. Xong rồi bấm vào download để mình download xuống nhé. Đó là mình có được cái module này, với lại có cái uh, tấm uh, panel nữa. Nhưng mà trong trường hợp này chúng em sẽ hướng dẫn đi sử dụng cái uh, cái module ha. Đó, cái module. Ờ uh, rồi, bước 1 nè là mình có cái module này ha. Xong rồi cái mình sẽ đi uh, rải nó ra mình rải ra thành một cái tấm panel như thế này. Sau khi rải ra xong rồi cái mình sẽ đi attack nó lại hết nè ha. À, attack xong rồi queo well điểm queo well điểm xong rồi mình sẽ unwrap nhớ là cái này mình sẽ sau khi queo well điểm xong mình sẽ phải unwrap nhá chứ mình không để lâu để lâu quá qua tới bước sau mình phải sell lên nó thì đi unwrap nó sẽ rất là phiền ha. Rồi ở bước này thì mình sẽ đi pen lại cho nó thành một cái vòng tròn nè. Sau đó rồi ha mình sẽ đi Ủa uh, 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 chết rồi em là mất cái lệnh rồi à nó không hiện. Rồi đây ha, mình sẽ đi FFD 3 nhân 3 này để bóp nó lại. Lúc đầu thì nó mới chỉ là cái cái hình tròn này thôi, hình trụ này thôi. Mình đi bóp nó lại cho nó ra cái dáng hình nón như thế này nè. À, sau đó rồi ha. Ở cái bước này thì mình sẽ làm gì? À, ở đây nè, sau khi mà mọi người đi bóp nó lại, mọi người có thấy nè là cái đường line này nè. nó 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 ở đây nó mập nè ha, lên đây nó ốm thì rất là nhiều. Đó, ở đây mình sẽ đi cân lại cái dáng của nó Mặc dù lên tới đây thì vẫn ốm ha Nhưng mà cái ngoài bìa này nè Mọi người thấy nè Nó bớt mập hơn rất là nhiều Rồi à, Sau đó rồi Mình sẽ đi seal nó lên Đó Đi seal nó lên xong ha Mình sẽ đi tắt cái mặt này ra nè Đây Mọi người thấy không à, Lúc đầu chưa seal thì nó mỏng như thế này nè seal lên nè ha Thì nó có cái bully này Mình sẽ đi detect những cái bully này ra để chi Để mình sẽ sử dụng những cái bully đó Và đi sử dụng cái công cụ Cái công cụ này à, Đây nè ha Cái branch Uh, để mà mình đi kéo, mình đi phát triển cái uh, cái cái bùn đó ra thành những cái sợi tu ru như thế này. đó. Uh, sau đó rồi bước cuối cùng là mình sẽ đi uh, uh, đó phát triển những cái cộng này ra rồi ha, xong xuôi hết rồi thì mình sẽ đi uh, thêm cho nó những cái chi tiết, Thí dụ như là chi tiết cái viền này hay là uh, cái khung cái đây mọi người có thấy cái khung ở đây không? đây cái khung này nữa ha, đó nguyên vàng cái khung này. Uh, rồi những cái cọng dây buộc ở đây rồi những cái những cái này nè nó là từng cộng mà người ta buộc nó lại cái chụm ở đây ha xong rồi phát triển xuống dưới đó thì mình cũng sẽ đi dựng cái này cho nó nè rồi cái này là cái cộng dây điện ha à, tại vì chưa có làm vật liệu quá cho nên là để nó luôn cái vật liệu gỗ ấy này nói về model thì cuối cùng là mình sẽ ra được một cái model như thế này ha còn mấy cái cộng dây này thì 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 tùy mọi người nhé mình làm cho nó dáng nào cũng được mình mình cần cái dáng nào thì mình đi làm dáng đó thôi nè cái đó là sơ lược ha rồi bây giờ mình sẽ bắt tay vô đi dựng cho nó nhé Uh, đầu tiên là cái vụ module này như nãy em đã nói ha là mình lên trong web này mình download xuống sau khi mà mọi người download xong á mình sẽ có một cái thư mục nó như thế này thấy không này ha đó thì cái này uh, hiện tại em đang xài video cho nên là em cầm cái này em quăng nó vô đây chọn vô mẹt nè đó khi mà nó vô đây rồi thì mình sẽ có hai cái ha một cái nó là cái uh, cái tấm banh và một cái nó là cái module này trong trường hợp mà bạn nào muốn Ờ uh, biết rõ cái cách sử dụng luôn cả hai cái này nè, thì mình có thể xem qua cái tutorial này nhé. ở đây em có một cái tutorial này, đó. trong trong cái tutorial này em hướng dẫn luôn là khi nào mình sử dụng cái nào, rồi sử dụng nó ra làm sao thì em nói hết ở trong đây rồi hả? Nãy. À, rồi quay trở về vấn đề. tóm lại ở trong cái bài này, thì mình sẽ đi sử dụng cái module ha mình xóa cái kia đi. đó. ở đây các bạn có thấy nè, là cái module của mình đó, nó à, cái ở đây nó có cạnh ngang chứ không phải là hai cạnh dọc ha cho nên thì mình hãy xoay cái này nó lại uh, 90 độ ok chưa rồi đó mình nhắm nhắm vào cái hình thôi ha đó ở đây nè cái, cái lộn không phải hình thôi hình lục giác mình nhắm nhắm vào cái hình lục giác của cái module nó nó tương đối nó nằm ngang rồi ha ở đây cái hình lục giác của mình cũng tương đối nằm ngang là nó ok rồi à, đó bây giờ mình sẽ đi rải nó ra thành một cái panel như thế này đó ở cái chiều này nè mình sẽ rải nó ra là hai 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 mươi đối tượng ha. Còn cái chiều này mình sẽ có 7 đối tượng nè. Đó. Rồi. Bây giờ nhá, mình đi scale nhỏ này lại. Lưu ý khi mà đi scale nhỏ đó nha, mọi người hãy đi scale cái cái tam giác bên trong nha. tránh mình chỉ đi keo scale theo cái chục ít y đó, thì thì nó không có scale nó 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 sẽ bị giận nhiều lắm. á à, Rồi. À, thế thì cái chiều này cần 25 mươi phải cái không thì mình giữ ship nè mình giữ ship nhé xong rồi cái mình bắt điểm mình mua qua tới đây thấy không bắt vô cái điểm này nè mình hãy copy nó 24 đối tượng đó à, cái nhập số này nó nghĩa là copy thêm 24 đối tượng cộng với cái cũ là mình được 25 rồi ha bây giờ mình sẽ chọn nguyên một cái hàng này nè mình giữ ship này này giữ ship mà ha nhớ bắt cho nó đúng điểm nhé mình mua vô đây thấy không đó. phải bắt cho nó đúng điểm nha không đúng điểm là sai đấy rồi à, cái này À, hồi nãy là mình cần 7 hàng Vậy thì mình copy thêm 6 hàng nữa Cộng với cái hàng cũ là nó đủ 7 hàng ha Rồi bây giờ tiếp theo mình sẽ qua tới cái bước 2 nè Là mình chọn hết nguyên cái đối tượng này nè nha Mình đi Installation Sau đó là cái mình chọn một cái module nè Chuột phải nè à, Mình đi Attack Nhớ là Attack mình kiểm vô đây ha Để cho nó hiện ra cái bản danh sách này à, Và mọi người cũng nhớ nha Là mình sẽ phải đi Installation Tại vì nếu như mà mình để vậy nè Mình đi Attack á Xong rồi cái mình chọn hết cái đóng này nè là anh tắt hết luôn toàn bộ luôn những cái gì nó có trong file nhé, à, những cái gì nó có trong cái trong trong cái view đó ha, cho nên là mình sẽ phải đi installation đó nè, à, rồi ở đây ha chuột phải nè, tắt khi mà tắt thì mọi người nhớ là mình phải hiện cái đối tượng 3D nha có nhiều bạn mà bật lên không thấy á thì nhiều khi là tại vì đang ẩn cái đối tượng 3D cho nên không thấy gì tắt hết đó một phần nữa coi chừng các bạn là đi copy mà dạng instant á thì không thể nào thì thì trong các bạn đó nó cũng không có gì hết nha nó cũng sẽ trống rỗng á thì nếu như lỡ như copy instant á thì các bạn chọn hết đối tượng nè hình bệt nó sang edit table poly ha đó để để phá cái instant đó đi sau đó là các bạn chọn một cái đối tượng nè vô edit nè rồi chọn một cái nữa ha nhấn cần a chọn hết cái danh sách này bấm vào add -tack. rồi add xong nha nó chỉ mới là uh, nhập lại thôi chứ nó chưa có được thành một cái cộng mà máy hoàn chỉnh ha ở đây nè mình nhấn số 5 nè thấy không có nghĩa là element đó các bạn thấy nè khi mà chọn á có thấy nó một khúc bột đó thí dụ như thế này nhá nó sẽ bị gì thí dụ như về sau mình sao nó lên nè đó nó lên để lấy cái chiều dày ha thí dụ thôi nhé xong rồi cái mình đi to boom nè đó thì thì các bạn có thể thấy nè ha nó chia từng khúc từng khúc như thế này nó coi như là fail nhá mình sẽ chuột phải này delete nó đi bởi vì có một bước rất là quan trọng đó chính là chọn hết tất cả các điểm nè mình chuột phải nè mình queo well. đó mình sẽ phải queo well hết tất cả những 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 cái điểm ngoài biên lại ha bây giờ kiểm tra nè các bạn nhấn số 5 nhá các bạn tích vô một cái cộng này nó chạy từ đầu tới cuối có nghĩa là mình đã queo well được thành công rồi ok ha đấy À, bây giờ thử nè, thí dụ như mình xem nó lên mình đi chu mode nè, thấy nó khác hồi nãy không? đó bây giờ là nó dính liền như thế này, chứ nó không phải là từng khúc như hồi nãy nữa. rồi nhé, xóa hai cái lệnh này đi. rồi à, đó, nếu như mà bạn nào mà xem cái tutorial này thì các bạn uh, sẽ, sẽ sẽ cũng sẽ biết luôn, đó chính là em thử bấm vô ha. Xuống đây, này, uh, uh, các bạn thấy không? thí dụ như mà xài module nè. Uh, này thí dụ như xài Thí dụ như xài module nè ha thì mình sẽ thấy nè bước một là copy nè attach nè queo well điểm nè mình làm xong bước một hai ba rồi bây giờ bước thứ tư là mình sẽ phải đi unwrap nha bây giờ mọi người xem em đi unwrap cái này nè ở đây thì em sử dụng cái plugin là uv tool đó cái này nó hay lắm còn bạn nào chưa cài thì nhớ quay lại cái my map để xem là download ở đâu rồi cài đặt như thế nào ha cái đó em đã nói hết rồi à, rồi nè ha chọn cái tấm banner này của mình nè bấm vào add nè để thêm lệnh cho nó. À, các, các bạn thấy cái đường chỉ màu xanh này cắt ngang không? Đó chính là cái đường mà nối hai cái module này á cho nên cái chơi nó bị cắt ra ở đây. À, lúc này nè, mình nó đang chọn sẵn số 3 rồi ha. À, nó đang chọn sẵn mặt rồi nè. Mình nhấn chọn A chọn hết tất cả các mặt. Sau đó mình bấm vào planner nè, nó sẽ tự đi xóa những cái đường vi cũ này. Sau đó rồi các bạn có thể bấm vô unwrap cho nó duỗi ra ha. Rồi, cái này nè, mình sẽ bật cái bảng editor lên để uh, các bạn xem. Các bạn thấy không? Sau khi duỗi ra thì nó cũng nằm như thế này. Đó, mình sắp xếp lại nè. Đó, thì lúc này mình sẽ thấy nè có những cái thanh xiên theo hướng này những thanh xiên theo hướng này rồi có những thanh nằm ngang ha ở đây mình có cái công cụ nè để mình dựng thẳng nó lên đó dựng thẳng nó lên như thế này sau đó là cái mình bấm vô đây nè để cho nó sắp xếp lại ha đó thì toàn bộ cái này nè nó đang nằm ngang mà khi mà nó nằm ngang á cái cái dân gỗ của mình nó bị theo cái uh, phương ngang luôn bây giờ mình muốn cái dân gỗ nó theo cái phương dọc ha thì mình có cái công cụ xoay ở đây nè nó là cái dân gỗ nó sẽ theo cái phương dọc nếu như mà các bạn muốn mà cái texture này nó nhỏ hơn Thì cái này bên, bên trong này ha Mình sẽ phải scale nó to hơn Thì cái texture này nó nhỏ hơn Đấy như vậy là mình đã unwrap xong rồi Unwrap xong thì mình có thể hình bật nó sang editable poly ha đây, Một phần là tại vì mình xài cái texture này á Các bạn thấy chưa có rõ Thì ở đây ha Mình cũng đã có chuẩn bị sẵn một số cái texture Thí dụ như cái này đi Bây giờ mình quăng cái texture này vô cho các bạn dễ nhìn nè nó. Cũng không dễ nhìn lắm đâu Rồi ha Nó thấy không nó cái dân của nó nó sẽ chạy theo cái phương dọc ha còn có một số cái nó chạy theo phương ngang uh, 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 uh. kiểm tra lại đây nó báo màu đỏ tại vì chưa chọn đối tượng nhé chọn đối tượng nè bấm add nè thì mình mới biết được cái này nó mới hiện lên các bạn editor này ha à, ủa rồi hồi nãy mình bị ngáo á đây có một số cái nó đang nằm ngang nè ha, cho nên cái test chơi nó ngang, mình có thể kiểm vô đây nè, mình quét như thế này, thấy không? Mình chọn hết những cái ngang này nè, mình xoay nó lại 90 độ. Đó, thì những cái này nè, cái dân gỗ nó đã chạy theo phương dọc rồi nha. Ok nhé, hồi nãy quên kiểm tra đấy. Rồi, hình vật nó sang edit table nè. Đó, nhớ nha. Ờ uh, unwrap cho cái may cho cho cái tấm panel này phải unwrap ở bước này nhé. Rồi, bây giờ ha, thì mình hãy đi uh, nãy Bây giờ mình hãy đi scale cho cái này nó tương đối Này đây tương đối với cái chiều này ha đó Mình nhắm nhắm đó, Chiều cao của cái này à, Rồi Tới bước này nè Là mình qua tới cái Unwrap xong rồi à, Mình đã tới cái bước là Đi pen cho nó ha Sao cái đóng này nó nằm xa dưới vậy ta Ủa không xa lắm Cái xa là cái này Rồi ha À, bây giờ mình sẽ qua tới cái bước là đi pen cho nó này nha đó bước này bước này bước này bước này đó. pen thì sao gắn cho nó cái lệnh pen thôi à, đây các bạn có thấy nè khi mà pen thì nó bị 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 cái trục như thế này không nó bị xiên ha à, cái này thì à, nó bị hư trục cho nên là mình đi sửa trục cho nó lại bằng cách là reset xform các bạn sẽ bấm vô cái này sau đó rồi mình đi bấm vô reset xform reset select đây quay về đây nè các bạn thấy không đối tượng này nó được reset xform là kinh nó sang editable bully sau đó rồi mình hãy đi nhấn cho nó cái lệnh pen này nè. nó thì nó như thế này ha. Nó nó nằm thẳng thớm ra rồi. Ờ, à, cái bây giờ mình pen bao nhiêu uh, cho nó vòng tròn luôn thì có phải cái này nó là 360 độ ôm chụp xét không đúng thì mình sang chụp y chụp y không đúng thì mình sang chụp ít chụp ít này đúng chụp ít rồi nha nhưng mà nó bị một cái là nó cái cái direction này nó chưa đúng mình thử để nó lên 90 nè thấy không là nó xoay được một vòng như thế này rồi này rồi, hình vật nó sang uh, edit table boolean nha. Nhớ là xoay ra uh, 360 thì các bạn thấy nè, cái điểm đầu với cái điểm cuối khi mà nó chạm nhau á, đây ha. Thấy không? Nó cái 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 điểm đầu với cái điểm cuối khi mà nó chạm nhau á thì nó mới chỉ trùng vị trí thôi nha, chứ nó chưa có được queo điểm lại được đâu. À, cho nên là mình hãy đi queo điểm cho nó nhé. Đó, mình nhấn hết uh, nhấn số 1 nè, để chọn điểm cần cho A chọn hết tất cả các điểm chuột phải nè, queo điểm nè, kiểm tra Uh, kiểm tra nè ha mình thử nhấn số 3 này nhấn cần a nè thấy không nó không còn một cái đường dọc màu đỏ đây nữa thì có nó có nghĩa là nó đã eo điểm được rồi uh, ở đây các bạn để ý nha nhiều khi là mình pen á mà mình đi bẻ 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 bẻ, bẻ cong cái mặt kia lại á mình kiểm tra này nhấn số 5 nè nó uh, f2 là để ẩn hiện cái 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 mặt màu đỏ này nhá f2 là ẩn hiện cái mặt màu đỏ nè nó uh, các bạn thấy cái mặt đỏ mà nó bị sẫm màu á nó quay ra ngoài không thì các bạn hãy chụp phải này chọn vô flip normal ha để mình quay cái mặt phải ra ngoài nhé tránh cái chuyện mình quay cái mặt phải vô trong rồi bây giờ ha mình sẽ tới cái bước là ffd để mà đi bẻ cái dáng này lại cho nó nè này ở đây ha đó mình kê vô đây nè để để lấy dán rồi chứ không có gì hết trơn ấy rồi ffd 3 x 3 nè ha nhấn số 1 nè rồi ở đây giải quyết từng 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 cái giùm em ha em sợ mọi người đi chọn quét hai hàng điểm như thế này nè nhấn số 1 mới chọn được điểm nha nó thấy không nó còn mà mình không nhấn số 1 á nó mình không thể nào mình quét được điểm nha thấy không không chọn được đâu mình phải nhấn số 1 nè đó, nhấn số 1 là gì? Nhấn số 1 là control boy nè ha. Thì 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 nó mới cho phép mình chọn điểm mình quét cái này nè. Ví dụ như cái này mình đi scale nó lại. Nhớ là scale trong cái chục tam giác nè, thấy không? Đó. Rồi, cái này nè, chưa thấy được nó ra ta cái này mình có phải scale lên luôn thì cái dáng nó đi theo rồi cái phần dưới này nè có phải là nó bè ra không vậy có phải là cái phần này nè mình đi scale cho nó ra không rồi ha nó cái này thí dụ như nhấn nhấn xuống nè nó cần nhỏ lại nữa rồi cái này nó cần ấm ấm lại nữa đây thí dụ như vậy ha thì mình sẽ thấy nè à, ở đây em nói cái này cái nhá à, đó chính là cái gì khi mà người ta đi làm cái này á mọi người thấy cái đường ngang này không à, em em nãy giờ em quan sát thì em phát hiện ra cái đường ngang này không phải là nó song song mà là nó đi theo cái đường xoắn ốc đó nha, nó đi theo cái đường xoắn ốc thì khi mà người ta đang á ở dưới đây nè, mọi người thấy không? thí à, dụ như nó có 26, 27 cái module như đó đi, nhưng mà lên tới đây nè, cái bề này nó chỉ còn lại có ba, bốn cái module thôi, có nghĩa là càng lên cao á, cái số lượng module nó càng ít lại ha Tại vì cái này là người ta gia công bằng tay, người ta làm được, còn bây giờ mình đi model, nếu như làm như vậy á, thì em vẫn có một cách nhưng mà đặt ra cách đó lại rất là khó và thậm chí là tới bước cuối phải chỉnh từng điểm nữa thì nó mới ghép lại được cho nên em lựa chọn cái phương án là dễ hơn nghĩa là em chấp nhận sai chấp nhận ở ở phía càng lên cao nè nó cái thanh này nó càng ốm lên nè ha nó nó bị sai nhưng mà về tổng thể cái đèn á khi mà mình nhìn từ dưới lên á thì mình lại không có thấy cái lỗi sai đó cho nên là em thấy cái cái này nó cũng ok ha à, cho nên là mình sẽ chấp nhận sai cái sai cái này so với mẫu thực tế nhé đó mình ưu tiên cái khu vực bự này rồi ok ha, thì cái này đó. À, xong bước này thì mình cũng đã xong được cái dáng của nó này để nhấn nó một chút rồi ha bây giờ sang tới cái uh, phần tiếp ý nhấn số một cái để chọn đối tượng đó bây giờ mình tới cái bước này nè cái bước này thì mình sẽ đi sửa sửa sai một chút xíu ha này mọi người so sánh nha cái sự khác biệt nó không lớn đâu nhưng mà mình chỉnh sửa thì nhìn cái bài của mình nó chỉnh chu hơn đây À, mọi người so sánh giữa hai cái này nè ha mọi người thấy không cái chỗ này nó bè nè nó lên thẳng tới đây thì thì nó nhỏ lại nè à, có nó có cái độ chuyển rất là rõ rệt ha còn cái này nè nó tương đối nó đều chỉ có nó lên tới đây rồi bắt đầu là nó teo lại thôi nó chứ chứ còn từ cái đầu này lên tới đây nó rất là đều nè đó bây giờ mình sẽ đi sửa cái lỗi này nhé. à, rồi đó, mọi người để ý nè thấy hai cái đầu này không nó đang tụm vô đây ha chút hồi mình sẽ rất khó để mà uh, đi đi cầm cái đường body, body đi đi cầm cái đi biết được vô cái mặt để kéo nó ra đây ha nó thì sau cái bước này mình cũng sẽ tắt được hai cái này nó ra luôn rồi ha bây giờ mình sẽ đi hình nó sang editable boolean nè xem nhé uh, lúc này à lúc này để mà chọn 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 cảnh á uh, thì em quét từ đây qua đây nè chỉ chọn cái cạnh nằm ngang này thôi ha nó chỉ chọn những cái cạnh nằm ngang này thôi để chọn được quét trái quét phải mọi người nhớ setup cho nó đó. mình vô custom mà xong rồi cái mình vô cái uh, reference uh, đó. ở đây nè nó có cái này nè ha là auto window rotting đó mình nhớ kiểm vô rồi cái này mình chọn cái kiểm đầu ha uh, ok nè đó ví dụ mình quét qua đây thì nó chọn được nguyên cái đóng uh, segment này mình quét ngược lại thì nó chỉ chọn những cái nào mà nó lọt lòng thôi là như thế này ha sau đó rồi các bạn hãy bật cái bảng là toggle gibbon lên ở cái mục uh, modeling này cái bảng nó nằm đây nhá nó nó có tên là show ribbon này thấy không bấm vô đây thì nó sẽ show cái bảng này ra khi mà chọn cạnh và khi mà các bạn chọn cái cạnh này nhớ nha chọn cạnh thì nó mới xuất hiện nha thí dụ không chọn cạnh mình không thể nào thấy được cái chữ insert đâu nha à, à không nó nằm trong đây thí dụ như em chọn đường border nè không có thấy được cái tab lót ha phải nhấn số 2 chọn cạnh nè thì mình thấy được cái tab lót trong cái tab lót nó mới có cái chữ insert nè đó mình chọn cái nguyên cái dàn cạnh này mình đi nhấn vô insert thì nó sẽ thêm vô cho mình một cái đường sách minh ngay chính giữa đó À, cái vấn đề là làm sao để mà cho nó căng đều á. Bây giờ nhá, nó đã chọn sẵn cái đường segment ngay chính giữa rồi thì mình sẽ chuột phải mình chọn vô chamfer. đó ở đây chamfer thì có bạn là chắc là sẽ có bạn xài mắt 18, à, có bạn xài mắt 20, 21 ha, các bạn xài 18, 19. đó thì 18, 19 nó chưa có cái dạng chamfer uniform này, cho nên là ở đây em xài dạng quad nhá. Rồi, ở trong cái dạng quad này nè, mình sẽ đi À, thấy, thấy, thấy cái thông số này không để nó là không ha để cho nó đừng có thêm vô cái xác minh ngay chính giữa rồi cái này nhé à, để các bạn thấy không cái 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 phần mà mình đi chăm phơ ra nó sẽ đều hết từ trên xuống dưới luôn đó à, còn mà cái cộng tổng thể á thì dưới đây mập nè lên đây nó từ từ nó chuyển ốm lại rồi à, bây giờ ha mình lấy cái chỗ nào đó mình làm móc mình đi tăng cái khoảng chăm phơ này ra nó thí dụ như À, đó, nó, lên tới đây nó teo là chấp nhận rồi ha cái này thì không có chỉnh được đó nhưng mà còn cái phần chamfer này của mình nè à? đây thí dụ như mình tăng nó ra tới đây ủa sao em tăng mình nó cứ bị ấy vậy ta rồi ha thí dụ như ở đây em tăng cho nó là 2 mm đi đó thì mọi người sẽ thấy được nè thấy không? chỗ này nó 2 mm nè nó cấn vô cái cạnh rồi à, đó thì nó bắt đầu nè ha nó đi xuống đây xuống đây mọi người có thấy hai cái đường chamfer của mình đó nó nó soi với cái biên nè nó bị hụt vô một chút ha thấy không đó thì cái đường chăm phơ của mình đó chính là cái đường mà nó giữ được đều ha bây giờ mình chăm phơ nó chắc là 2.5 rồi ok ha em sẽ giữ thông số là 2.5 này nhấn vô nhấn vô đây để ok nè lúc này nè mình sẽ nhấn số 3 có nghĩa là cái đường border ha đó à, thế thì làm sao để xóa được hai cái biên này nè cái dễ nhất luôn à, thứ nhất là xóa hai cái biên này thứ hai là mình sẽ tách hai cái đầu này nó nhích ra ha nó bằng cách là mình sẽ nhấn số 3 có nghĩa là chọn đường border nè đó quét trên đây nha chứ đừng có cần chỗ a nha mọi người mà cần chỗ a là mọi người sẽ xóa luôn cái, cái những cái thanh ngang này á mình chỉ quét những cái đường này thôi nè ok chưa mình delete nó đi đây sau khi delete nó rồi á nó mọi người thấy cái sự khác biệt không nó là cái thanh này nó sẽ nó nó ốm lại và nó đều nhau ha chỉ có khi lên tới đây nè Nó, bắt đầu nó bị teo lại thôi chứ còn ở dưới này thì nó sẽ đều nhau nó sẽ đúng với lại cái mẫu hơn rồi nhá À, bây giờ có ai thấy á, là cái thanh ngang của mình nó bị mập quá không? Trong trường hợp cái thanh ngang của mình nó bị mập quá thì mình làm sao? Mọi người hãy làm y chang như nãy giờ em hướng dẫn luôn ha. À, bây giờ cái này thí dụ như mình nhấn số 5, có nghĩa là element nè. Mình quét như thế này nè. Nó, có thấy nó chọn hết những cái thanh dọc này chưa? Bây giờ mình sẽ nhấn Antalat. Nhấn, nhấn Antalat nha. Nhấn uh, H có nghĩa là uh, ẩn nó đi á, hay nó đi á rồi bây giờ cái này làm sao cho nó ốm lại nè ha em cũng sẽ làm theo cái cách thức giống như hồi nãy luôn nó lúc này nè mình hãy đi chọn những cái đường segment những những cái đường segment dọc của những cái thanh này rồi sau đó rồi cái mình cũng sẽ nhấn vô insert nè xong rồi cái mình cũng sẽ đi chamfer nó ra luôn Đó rồi thấy bán kính nó cũng tương đối là nó cũng bằng à, đó em cũng lấy số là 2.5 luôn ha nhấn vô ok nè nhấn số 3 nè cần cho a nè cần cho a nè ha mình delete nó luôn nó thì cái thanh này nó sẽ ốm lại rồi hiện lại những cái thanh dọc hồi nãy làm sao nè ha mình nhấn số 4 và số 5 nha nhớ số 4 và số 5 cụ thể đây thêm nhấn số 5 đi nhấn antelope u nó có nghĩa là anh hay on nó nó hiện lại những cái đối tượng cũ ha đó bây giờ mình ra được cái đối tượng cái đèn như thế này rồi đó ok chưa đó, bây giờ mình sang tới bước này nè ha ba cái này để mà nó gần nhau có nhiều khi là uh, mọi người nhìn mọi người chưa biết uh, chưa biết nó khác nhau gì á nhưng mà nãy giờ em làm chắc mọi người cũng nhận ra rồi ha này rồi bây giờ tới cái bước này nè thì mình sẽ cho nó một cái độ dày thấy không khi mà mình cho nó cái độ dày rồi nha nó khó nó nó rất là khó đi unwrap đó cái lúc mà em làm test đó, là là cái này nè em chưa có đi unwrap được á, đó. đó cho nên là unwrap ra nó cắt cái đường nó không có được đẹp đâu. Nó à, mình đi unwrap là mình phải đi unwrap từ cái bước này nè ha. Đó, sau khi ghép cái panel. Rồi thôi. À, tiếp tục đi. Đây nè ha, mình sẽ đi unwrap. ở à, lộn mình sẽ đi sale cho nó nè. Unwrap rồi mà. đây đi gắn cho nó cái lệnh sale ha. Rồi, ở đây mình có thể là mình đi sale cho nó lên thí dụ như 1 mm chẳng hạn. Nó Chúc hồi cái kết quả mình sẽ được như thế này ha Thấy không? Nó đang nhau Cái mẫu này là cái mẫu chuồng gà ờ, cái, cái 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 lòng chụp gà đấy Rồi ha Rồi tạm thời uh, Bỏ bỏ cái lệnh Super nó đi nha Ở uh, Xem nó lên thấy cho vui vậy thôi Rồi xem nó lên ha Xong rồi cái mình sẽ đi kịch vệt nó sang Editable Bully luôn Rồi Xong rồi cái lúc này nè ha Mình sẽ chọn những cái Poly này Đây mọi người thấy những cái Poly này không Em nhấn số 4 nè chọn vô cái bully này ok chưa đó xong rồi nè cũng trong cái toggle ribbon luôn ha nó có cái, nó có một cái công cụ tên là similar bấm vô đây đó thì similar là gì similar là nó sẽ chọn những cái mặt tương tự tương tự về cái mặt đó nó có bao nhiêu cạnh và cái diện tích của cái mặt đó ha à, cái độ dài của cái cạnh của cái cái độ dài những cái đường segment trên cái mặt đó đó thì cái đó là về tương tự ha lại nè chọn một đường sẽ chọn một cái bully nè xong rồi vô đây nè ha Giờ bấm vô similar nó thì cái mặt nào giống nhau thì nó sẽ chọn ha đó là nó chọn được hết cho mình những cái mặt này rồi lúc này mình hãy uh, uh, lúc này mình hãy bấm vô detect nhá detect nè à. detect nó ra luôn nha đó nó thấy không là mình được những cái mặt này rồi ha uh, bước tiếp theo thì bây giờ sau khi detect rồi á có phải là mình có hai cái đối tượng không đó mình mình có hai cái đối tượng ha mình mua cả hai cái đối tượng luôn có biết hai cái đối tượng là gì không hai đối tượng là một cái là cái lòng ở trên nè với là cái mặt ở dưới nè ha đó mình đi detect nó ra nhé rồi bây giờ mình sẽ qua tới cái bước là mình đi tạo những cái dây tu rua này cho nó nè à, đó lúc này mọi người chọn chọn cái mặt ha chọn chọn cái mặt này nè cái mặt mà để đi làm cái dây tu rua này mình sẽ đi uh, ở đây nhá mình qua bên cái tab phi này nè nó có cái công cụ là printer đó thì thì cái này nè ha cái số này cái thông số này mặc định của nó nó đang để là trừ 0.9 ha trừ 0.9 có nghĩa là gì? thí dụ nhá, thí dụ như em để cho nó là một đi, này em để cho nó là một nè, thì uh, mình chọn vô cái công cụ brand này, đó mình uh, kê cái con chổi vô cái mặt này nè, ha, nè, thật ra là chỉ cần kê vô cái mặt này thôi, mình do là mình đi ra rồi á, mình đỡ sợ, sợ chọn sai mặt hơn, tao mình kéo rồi nó ra một đường như thế này, uh, ở đây á, uh, mọi người có thấy được là uh, cái cái cái, cái bề rộng của cái này bao nhiêu Thì cái đầu này nó cũng là bấy nhiêu luôn ha Bây giờ thí dụ như mình muốn á Càng ra cái đầu này nó càng nhỏ lại một chút ồ quên tự nhiên cái em đi delete Cần chữ Z nhá Rồi à, muốn nó nhỏ lại một chút thôi ha Đó, Nhỏ lại còn chút xíu Đó, Thí dụ này thôi cho vô thẳng vấn đề Cho nó còn lại một nửa đi Đó, Em quyết định là lấy số là Trừ 0.5 ha Thì từ cái điểm đầu này nè Quên bấm vô công cụ ha? Kéo ra nè Này khi mà kéo nó ra rồi ha nó thì 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 cái 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 độ to của cái mặt này nè so với lại cái nơi nó xuất phát á nó nó sẽ là uh, bằng một nửa nhá rồi ok uh, bây giờ thì em sẽ tiến hành đi uh, làm cái độ co cho nó mọi người để ý nha cái mặt của mình có hai hướng nó một cái cộng nó đang hướng theo hướng này thấy không đó, thì uh, khi uh, để để ý cái thứ tự em làm á, là em làm cái mặt này xong rồi tới cái mặt này, tới cái mặt này, đó bỏ qua mặt này tới mặt này bỏ qua mặt này tới mặt này ha, nó nghĩa là mình làm một hướng trước, sau đó rồi chút hồi á mình làm theo cái hướng ngược lại á để cho nó full ha, đó uh, rồi cái này để cho dễ thì em sẽ đi chọn hai cái này đi insulation đó nhé, rồi chọn vô công cụ này, ok ha friend nè à, cố gắng cố gắng mình để sau sao mà mình nhìn thấy được cái 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 tổng của cái dáng này ha đó Bà để ý nha để ý cái view cái view em làm nhé thứ nhất là em để uh, cái thứ nhất là để vô cái là perfect nè đó rồi cái này mình cứ tự tin ha à, tại vì để xa thì mình mới thấy được cái dáng tổng của nó như thế nào với lại để xa thì mình mới kéo cho nó dài xuống được nhắm nhắm vô này kéo lại rồi cái này nó đang tạo ra nhiều cái đường xác minh mà nó gần nhau quá ha à, cho nên là vô đây nè nó có một cái là cái này nè à, cái khoảng cách này mình hãy tăng nó lên ha thí dụ như cho nó là ba mươi thì cái đường xác minh của nó nó xa ra rồi ha Đó, mình cứ kéo như thế này kéo đúng cứ cần cho z nhé ok ha đó. mình cứ kéo tự nhiên lên đừng có sợ xấu quen hồi chả thấy tấm hình ở đâu luôn đương nhiên rồi nó quen hồi thì nó phải nằm ở đằng sau Đó, đó. kéo xong cái chiều này rồi Bây giờ mình sẽ đi kéo cái hướng ngược lại ha Này các bạn có thấy hướng ngược lại không Nó là cái bully này nè Nhìn xa xa nhé Rồi ok ha Đó Thì bây giờ mình đã kéo được một cái một, một cái nó như thế này rồi À, coi chừng coi là nó thiếu có cái nó có bị thiếu cộng nào không ha thì ở đây á nha à, mọi người có thể thấy á nếu như mà đúng theo cái đúng theo cái số lượng mà cái những, những cái đường xác minh mà từ trên xuống đây nè thì mình sẽ thấy là nó hơi thưa ha thí dụ như so với lại những cái này nó ở đây em thấy uh, zoom lại gần á thì em có thể thấy á là uh, có một số cái ha nó nhiều như thế này nè là ở đây á đâu đó nó có một cái vết buộc, á người ta buộc thêm dây vô buộc thêm cái dây turo rua vô cho nó nha Hồi nãy em mới thấy ở đâu đó Nó, đây nè Thí dụ như cái móng này nè Mọi người thấy không Người ta đang buộc thêm cái dây turbo vô á Chứ nó không phải là từ đủ hết những cái cộng từ trên đây nó đi xuống đâu à, đó. Rồi, trong trường hợp là mình thấy Cái cái độ turbo này nó chưa có đủ ha Thì ở đây nè à, mình đừng có đi attack vô lại vô vô cái đối tượng cũ ha mình cứ để yên nguyên vậy luôn đó cái này nè em sẽ làm cho nó thêm một cái lớp uh, nữa nhé à, bây giờ nè mình chọn cái đối tượng này chọn vô cái turu nè mình chọn cho tát thứ ba Chọn vào effect pivot only center cho object bấm vào đây để cho bỏ tương tác với chụp đi, xong rồi ha. Mình đi giữ ship mà, mình xoay nó một cái nè. nó nghĩa là mình đi copy cái đường đi nó ra ha. Rồi, ờ uh, uh, sorry, em nhầm một tí xíu. Bấm vào đây nè, không phải là không phải là center cho object ha. Tại vì center cho object á thì nó chưa chắc gì là nó ngay chính giữa ngay cái đèn. Vì vậy á là đang đang cái này là đang dịch chuyển trục rồi nha. Mình hãy nhấn Alt A, nó có nghĩa là phím tắt của cái align, mình align vô cái đèn này. Đó lai nè có thể là theo cả ba chục ít luôn thì cái chục của cái cái trục là cái bi vọt nè ha cái bi vọt thì nó sẽ nằm ngay chính giữa của cái này nó ok à, xong rồi cái mình sẽ bấm bỏ vô đây như vậy thì cái chục của cái đối tượng này nè nó sẽ nằm ngay tâm của cái của cái đèn này ha Đến chi để khi mà mình đi copy mình xoay nó như thế này nè Đó, thì cái biên của nó nó không có bị lệch nhiều ha nó có lệch đấy nó lệch một chút xíu ấy nhưng mà nó không nhiều rồi thì cái tu của nó nhiều hơn thì cái toro này mình có thể là đi uh, mirror lại để cho nó ra cái hướng khác ha nhìn cái hình cho nó tự nhiên hơn thì hai lớp cái này có hai lớp toro ở đây mình có thể là scale nó cho nó đi vô một chút xíu một chút xíu thôi nhá chút hồi mình sẽ có cái viền ở đây để mình che nó lại đó mình để hai lớp để làm gì nè bây giờ em sẽ hướng dẫn mọi người đi đi điều chỉnh thêm ha thí dụ như uh, ở đây có hai lớp thì mình điều chỉnh rất là tự do mình có thể là sử dụng cái công cụ ship nè mọi người thấy không công cụ ship nha công cụ ship thì nó là cái cây cọ tròn như thế này bạn nào mà xài photoshop thì quá quen với là cái cây cọ mà có hai vòng này ha nếu như nếu như mà các bạn nhấn cần trô và chuột trái để chuột lên xuống nhớ nha cần giữ cần trô chuột trái giữ luôn chuột trái để chuột lên xuống thì nó sẽ là thay thay đổi cái vòng tròn màu đen còn mà uh, giữ ship uh, chuột trái giữ ship giữ chuột trái để chuột lên xuống thì nó sẽ là thay đổi cái vòng tròn màu trắng ha uh, đó thường em sẽ để cái vòng tròn màu trắng này nó là một luôn nè xong là cái vòng tròn màu đen nè ha thì mình kéo nó sẽ có cái độ chuyển mềm À, cái này mình có thể để mở to cái vòng tròn màu đen ra Lưu ý là khi mua nha Mình có thể mua thay đổi cái dáng của cái tu này của mình nè đó Thì à, mình tuyệt đối là mình đừng có để trên biên này để mà mình mua nha Mình mua nó sẽ bị lệch ra như thế này Mình có mua á, mình mua cái phần đuôi này thôi à, Ok chưa Nó ví dụ như cái dáng này nó tém tém vô đây đó, Nó dài dài đó, Nó tém theo cái hướng này Nó lệch theo một cái hướng này Coi chừng là nó dính, dính cái 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 phần biên ở trên ha Nó cái này là cái lớp bên trong còn cái hướng của cái lớp bên ngoài nè Thì mình có thể chọn Xong rồi cái mình cũng đi ship mình kéo nó đó Để hai lớp như vậy á Mình kéo thì nhìn nó hay hơn Nhìn nó sẽ tự nhiên hơn ha Rồi uh, đó Thí dụ thấy thấy dài quá thì sao Thấy dài quá thì mình cho nó ngắn bớt Nó Ngắn bớt một là mình scale Còn hai là mình có thể là đi FFD uh, FFD 2x2 Còn không là FFD 3x3 Nhấn số 1 đi di chuyển điểm nè Mu lên nè Mu lên nè đó, thì nó ngắn hơn Thí dụ như cái này mình mua lên cho cái này nó phình ra chẳng hạn, rồi cho cái này nè, nó tém lại, bóp nó lại đó. thì nó ra được cái dáng nó nó ra cái dáng kiểu này. nó rồi kiểu gì thì tùy mọi người nhé. Xong rồi mình có thể là kinh vật nó sang editable poly để xóa cái lệnh kia đi ha. Rồi, cái chuyện unwrap thì chút hồi à, ở phần này thì em chỉ mới nói trước cái chuyện unwrap của cái cộng mây che này thôi ha. Còn mà những cái cộng ở phía dưới này chút hồi qua tới cái à, qua tới cái phần sau á, cái phần thứ ba là cái phần unwrap em sẽ nói sau ha. À, đó Ờ, thế thì bây giờ mình sẽ đi model cho nó xong nhá Ở đây vẫn chưa xong Mình còn một số chi tiết mình phải thêm vô cho nó Đó Đây chi tiết đó là cái gì Ồ. Rồi hả Em sẽ scale to nó lên cho nó tương đồng ờ, Ở đây Chỉnh qua cái trục center Scale to nó rồi nhé, à, thứ nhất là cái này, cái vòng này ha, thì cái vòng này, nó mọi người thấy nó xinh xinh không? Ừ cái kiểu, cái kiểu này ha, đó thì cái này mình đơn giản là mình vẽ bằng một cái circle thôi, ok nhé, rồi cái circle này mình xoay nó 90 nè, này, à, cái vòng này nè, thì mình có thể là ở đây nó đang bị thiếu sách mình dọc ha, ha, à, thí dụ như đó, rendering để mọi người thấy cái xếp mình dọc thôi à, đó chút hồi mình sẽ tắt rendering đi nữa nha à, cái này nè interpolation nè ha mọi người thấy cái step là 6 không Thí dụ như mình tăng nó lên 21 thì nó sẽ nhiều cái xếp mình dọc hơn à, rồi ha Thí dụ như để tầm khoảng 21 đi xong rồi cái mình tắt cái này tắt cái rendering đi đó, bỏ hai kiểm này nè rồi bây giờ mình cho nó có cái chiều cao ha bằng cách là mình đi gán cho nó cái lệnh không rồi mọi người có thấy này nó giống cái cylinder không kênh vật nó sang editable poly ha nhấn số 4 delete hai cái này đi rồi cái này ở vô đây nè à, chọn đối tượng này nhấn alt a ha pick cho cái đèn này đó ở đây mình có thể chọn cái vị trí là cái trục của cái này nó sẽ nằm ngay chính giữa của cái của cái này ha nó còn không chính giữa center center luôn cũng được center center ha ba chục x y z nó nhớ ở lại vô cái đèn ha rồi mình để nó ngay cái vị trí này nè nó để vô đây đi chi thứ nhất là mình thấy nó dày quá mình có thể là scale dẹp nó xuống thứ hai là mình thấy là nó chưa có đủ bung ra nó à, đó nó chưa có đủ bao hết á nó thì mình nó à, thì mình có thể xeo ra ha đây nó hơi lớn ở đây nè mình xeo nè nó xeo nó ra theo cái chiều này chẳng hạn rồi thích thì cho nó dày vô trong ha rồi cái này à, bây giờ em sẽ hình bệt nó sang editable edit table poly nhé Ở đây mọi người có thấy là nó có cái độ xiên của nó không Đây nè đó, nó có cái độ chéo của nó nè ha thì cái này dễ nhất là mình có thể là chọn cái mặt này đó xong rồi cái mình nhấn chữ e có nghĩa là xoay nè đó rồi ở đây em sẽ xoay cho nó 5 độ ha ok chưa là nó đã được như thế này rồi đó à, cái này á để uh... Đấy, cái này mình có thể tăng lưới cho nó lên bằng cách là mình đi gán lệnh chu chẳng hạn nó thì cái vòng này nó sẽ mềm hơn ha và đồng thời là nó sẽ được tăng lưới lên ok chưa đó. trong trường hợp mà mình thấy cái này nó lớn ra nè Nó nghĩa là cái vòng này nó bị to quá ha à, mình có thể là làm gì nhớ không Mình đi scale nó đi vô nè nó có hai lớp toro nãy mình có nói tới đấy rồi bây giờ cái này nè mình làm sao nữa nè ha hình bệnh nó sang edit bộ bộ luôn đó à, bây giờ thí dụ như nè mình coi coi cách em lựa chọn này nhá Thí à, dụ như là mình uh, trong cái này nè dot lót là gì uh, chọn một cái cạnh ha dot lot đó lót là nó đi chọn một cái chuỗi cạnh mà song song với nó ha ví dụ mình kích đúp có nghĩa là lót thì nó sẽ chọn hết như thế này còn dot lót có nghĩa là một cạnh chọn một cạnh bỏ ok chưa bây giờ mình muốn gì mình muốn á, là nó chọn một cạnh nó bỏ hai cạnh xong rồi nó chọn một cạnh nè thì bấm sổ mũi tên xuống dưới này ha nó có một cái thông số là đó cáp mình thể nhập cho nó là hai sau đó rồi mình chọn một cái cạnh này nè lúc này mình hãy đi nhấn dot lót thấy không là chọn một cạnh bỏ hai cạnh chọn một cạnh sau đó rồi mình đi nhấn riêng nó thì nó sẽ đi nguyên một cái vòng như thế này sau đó rồi mình sẽ giữ cần nhé giữ cần và pick vào mặt biết vào mặt cho phải nhấn số 4 nha sao không biết sao cái mỗi khi em nói tới đây có nhiều bạn cái inbox là nói sao nào không được tưởng sao bạn ấy nhấn cần cho số 4 nhấn cần trô và pick dòng mặt nhé xong rồi cái mình sẽ đi chuột phải nè mình đi edit cho nó nè đó edit với cái dạng là local normal cho nó to lên như thế này đó rồi ha à, cái này nó sẽ giúp mình tiết kiệm bully nhất có thể à, ở đây nha đừng có đi turbo mode nha tại vì mình đi turbo mode á thì nó cũng sẽ đẹp à, thôi nó hay ghê quá Định đỉnh khen nó đẹp ở à, đây ở đây mình đi tu bút thì nó sẽ bị tăng lưới ha dần đồng thời như nãy giờ mọi người cũng thấy là nó cũng không đẹp cho nên là mà mình không đi á, thì nó bị cứng như thế này đó bây giờ mình có một cái option khác đó chính là mình nhấn số 4 nè ha chọn hết tất cả các mặt này nè đó chọn mặt thì nó mới xuất hiện cái bảng nhiều số trong đây nha kiểm cho Leon cái đưa nó về cái số 1 nè rồi nó thấy ghê quá thôi để nó vậy luôn đi rồi vậy nhá thôi để nó vậy cho nó bình yên đi rồi thôi, thôi kệ nó đi đó tại vì cái này hồi nãy em tăng nhiều lưới hơn còn cái này em tăng ít lưới quá cho nên là giờ làm gì nó cũng bị cấn hết trơn á ờ, à, thôi kệ mây che thì nhiều khi nó cũng cứng cứng cho em vậy thôi kệ nữa nhá coi như em chưa nói gì đi ờ, à, rồi, rồi, rồi. rồi tiếp theo nè ha ờ, à, mình sẽ đi dựng cái sườn này cho nó đây cái sườn này ờ, à, ở đây chuột chuột phải nè dễ đường like nhá À, theo nguyên tắc 3 điểm thì cái đường cong này nó chưa có được nữa cái đường tròn thì mình sẽ biết ở đây một điểm mình biết cái nó ở đây một điểm thấy chưa xong rồi nè cái mình nhấn số 1 mình chọn cái điểm trục giữa nè mình chuột phải mình đi smooth nó nè thấy không nó dăng vô gần gần được rồi chưa được gần được hay chưa được ha mu nó lại nè đó Mung lại ở cái điểm này nó hơi xa chẳng hạn đó Mung nó vô đây ha rồi cái cái sườn này thì mình sẽ đi rendering lên cho nó nè cho nó có một cái độ dày đó cái này thì dày quá cho nó ấm ấm lại nhấn số 1 chọn điểm nè ha Nó mua cái điểm này cho nó vô đây rồi Tức cái đường này mình mua cho nó lên này trong trường hợp là cái này nó vẫn chưa đúng theo ý mình nè ha hãy đổi chuột phải chọn cái điểm này Thấy không? em đang chọn cái điểm ở trên là chuột phải là chọn vô là con corner nè thì lúc này nó sẽ xuất hiện cái vector cái vector nó nằm ở đây nè Nó mình có thể khống chế cái vector đó, ha cho cái vector nó vô đây rồi à, bây giờ cái này mình mua vô cho nó ngay chính giữa cái trục này ha, thì nó mới nằm ở bên trong được, thấy không? Rồi. Cái này nó giống như là cái khung sườn của cái uh, của cái đèn này của mình vậy đó. Rồi, mọi người có thấy á uh, là cái size đây nó đang là tám không? Mà khi mà nó là tám ha, uh, uh, nhìn cái này nó không mượt đâu. Các bạn để nó là mười là nó sẽ mượt à uh. rồi ha. Uh. Này, cái này chút rồi mình sẽ có đi nâm lên đấy, đi uh, lộng đi đi thu mốt lên á, đi làm mượt cho nó ha. Uh rồi cái này mình thấy là nó mập quá không? nó mập quá thì mình cho giảm cân cho nó ha. ví dụ như 7.5 chẳng hạn. rồi bây giờ để mà xoay mà cho nó đều á nha, thì mình sẽ phải chuyển cái trục này vô cái tâm của cái này bằng cách là mình nhấn insert các bạn biết cái nút insert không nhỉ? cái nút insert là cái nút mà trên nút đeo á, à, trên cái nút delete á, đấy. À, trong chừng à, cái 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 phím đó nó có nghĩa là cái phím tắt của cái effect pivot only nữa ha, mình tập xài phím tắt cho nó quen. Đó. còn không các bạn qua tới tab thứ ba này chọn cho effect bevel only sau đó là các bạn nhấn cái antalas a để xong rồi các bạn pick vô cái đường này nè đó à, lúc này mình hãy chọn là ha có thể là ba chục luôn nhưng mà hãy chọn là vọt của đấy mới nói xong nãy chưa lỡ tay chưa nhấn uh, chưa nhấn insert đó nha nhấn insert để cho nó dịch chuyển cái uh, cái trục này nè nhấn alt a pick ra đây nè ha mình thấy chọn là pivot pivot của cái đối tượng này cái trục của cái đối tượng này thì nó sẽ nằm dưới chính giữa của cái uh, của cái đèn này ha theo ba trục xyz luôn rồi nhấn ok ok xong rồi nhớ nhấn insert nhé xong rồi cái mình nhấn chữ e nè đó lúc này mình có thể giữ ship mình xoay ra mình xoay nè ha uh, trong trường hợp mình xoay sáu uh, chục đi xoay 60 độ thì mình copy thêm bao nhiêu đối tượng nữa đố mọi người biết á 360 66 thêm 5 đối tượng nữa nha này thấy không đó là nó copy đều ra nó nhỏ toán hay quá giờ mất thời gian nhẩm rồi nha à, Ok bây giờ tiếp theo nè mình hãy dựng cho nó cái vòng tròn ở đây với lại cái bó củi trên đây ha đó cái vòng tròn này dựng sao à, à, dựng bằng cái cylinder thôi rồi đó à, nhấn chữ e nè ha mọi người thấy chỗ này 90 không chuột phải vô đây nè cho nó đứng lên đó như vậy thôi rồi ha cái này chưa xong đâu nha à, cái này á cái 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 này mình nên để cho nó cái cái size này nè ví dụ như mình để cho nó tầm khoảng 12 thôi ha à, còn cái hai segment mình để cho nó là một thôi cho nó đừng có dướng cái segment nào trong đây hết nha à, xong rồi nè mình hãy đi hình bệt cái này sang uh, edit editable bully đó cái mặt dưới này thì chắc chắn là mình không cần rồi mình delete nó đi ha, để trừ lại cái mặt trên giùm em nhé, cái, cái đó trừ lại cái mặt trên đi, còn tại sao thì chúng tôi biết, nè, À, đây cái này nè ha, ta thí dụ như giống qua đây đi chẳng hạn, đó, cái này thí dụ mà mình muốn nó bè ra ha, thì mình sẽ phải có một cái uh, đường xác minh mình chặn nó ở đây nè nó mình bè nó ra cho nó ôm để dưới này rồi ha bây giờ nè những cái đường ngang này nè mình sẽ tạo nó làm sao ha đừng có re sáp phơm selection nha tại vì mình re sáp phơm selection đó nó sẽ tăng nhiều bully lắm á à, cho nên là những cái trường hợp này nè có nhiều bạn nhìn vô đây cứ nghĩ re sáp phơm selection nó không nha nè mình đi connect không nó connect cho nó nó cái cộng nó dài bao nhiêu thì mình đi connect bấy nhiêu thôi nó thí dụ như connect ở trên trước đi xong cái connect ở dưới nè tại vì cái cái độ dày nó khác nhau á cho nên mình làm hai lần á cho cái kích thước của nó nó tương đối nó đều ra rồi ha thí dụ như thế này rồi à, bây giờ nè mình có thể lót cái cạnh này nè theo à, thấy không cái mặt ở trên nha mình chọn số 4 nè đi đi tác nó ra nha đi tác nó ra nhấn vô ok nè rồi mình đi lót một cái cạnh này nè mình đi riêng à, xong rồi cái mình đi Ờ à, kích đứt nghĩa là lót ha xong rồi đi riêng xong rồi cái mình đi ít chút đó ít chút là ít chút cho nó một cân số âm nè ha còn cái độ mở rộng nó chục phải vô đây nè mở rộng nó ra một chút xíu thôi một chút thôi nha đừng có nhiều quá rồi đó, bây giờ mọi người thấy gì phải không à, mình có thể là à, cái này mình có thể là đi turbo mode còn không là mình có thể đi auto smooth bằng cách là nhấn số 4 nhấn cần cho a chọn hết tất cả các mặt của nó nó qua đây kiếm cái bảng nhiều số kiểm cho clear on bấm vô số 1 nè đó, thì nó đã ra được cái kết quả như thế này rồi ha. Đó, nhưng mà cái này nó quá ú luôn. Cần chữ Z. nó bây giờ thí dụ như mình muốn nó chia nhỏ ra nữa thì mình lót cái cạnh này nè, thấy insert top nó bấm vô đây nè ha là nó sẽ chọn luôn cho mình những cái cạnh nó nó chia đôi cái khoảng sách minh ngắn này ra ha nó được như đây rồi sẵn tiện nhấn riêng luôn đó lúc này nè mình đi nhấn extrude nè nó âm vô nè ha xong rồi cái đi mở rộng ra mở rộng tầm khoảng này thôi. Thấy không? Cái này mình đi zoom in thì nó cũng bị tăng lưới ha. nó, à, tốt nhất là mình đi nhấn số 4 nè. À, cần chỗ A ha, clear on nó đưa vô, thấy không? Là nó được như thế này rồi. Đó cái chỗ này nó hơi lấn ra ha. Này. Cái chỗ này nó hơi thiếu. Vậy thì mình có thể là scale nó ra theo cái phương ít này nè cho nó bao phủ hết được cái cái đèn của mình nhé. rồi ok chưa nó thí dụ như nó quấn dây ở đây ờ, bạn nào mà không thích cái kiểu này thì mình có thể là lên đây nó bóp bóp lại á nó thì mình có thể scale nó lại rồi tùy mọi người nhé rồi bây giờ nè em sẽ đi dựng cái bó củi ở trên ha đó cái bó củi này thì nó sẽ phát triển từ trong đây nó phát triển ra nha rồi chút hồi nhấn nó xuống sau đó à, bây giờ mình làm gì với nó nè đó thật ra nha cái mỗi cái thanh ở đây nè nó y chang như là cái thanh ở dưới này mình kéo nó ra thôi à, nó không khác gì trơn ấy. này, à, nhưng mà cái này mình cần đi tăng lưới cho nó lên. bằng cách nào? mình gán lệnh chun bu còn không thì mình có thể là mình đi cần uh, cho m nó cũng được ha. đó, thí à, dụ như em đi uh, cái này, ok, rồi ha. thí à, dụ như là em chọn cái mặt này đi insert nó nè đi uh, đi collab cái này lại chu mốt đó đi uh, đi đi collab nó lại đi chu mốt cho nó ra cái lưới như thế này ha cho nó ra cái lưới nó đều hơn còn thật ra lưới nào cũng được mọi người uh, đây thí dụ như là chu mốt hai lần nó thì nó cũng ra được cái lưới này ha nó thôi chu mốt hai lần cho nó dễ nhé hình vật nó sang editable bully nè rồi nó mấy cái cộng này ha Ờ, tại sao mình lấy cái này tại vì nó có cái uh, cái 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 poly lớn poly nhỏ đó cái poly lớn poly nhỏ này nó sẽ ảnh hưởng tới là uh, mấy cái cộng này có cộng mặt nhỏ ha này rồi mình quay lại cái phi uh, phơm nè rồi cái này quen không đó cầm cái này nè kéo nó lên thôi ok chưa đó à, uh, mọi người nhớ nha để cái phối cảnh bơ nè xong rồi để cái mặt nó ngang ngang như thế này nè đây mình cầm mình kéo nó lên đó, nhắm vào cái tỷ lệ ha nó cầm kéo nó lên có cọng ngắn có cọng dài thấy có cọng này nó chạy lên nó bọc qua không nó ok nhé à, lúc này để thuận tiện cho cái chuyện in về sau mọi người hãy làm giùm em cái thao tác này nhé à, đây mọi người có thấy cái poly cũ ở dưới này không nó mình nhấn số 4 nè mình quét từ đây quét qua nè ha để cho nó chọn hết mấy cái Poly cũ này nè delete nó hết luôn nha đó để chút thôi nó thuận tiện hơn cho mình cái chuyện unwrap về sau thấy không là nó đã ra được cái này rồi cái này em làm nó hơi bè ra ha thích nữa thì mọi người có thể là uh, mình vuốt nó thẳng lên đó thì thì nó sẽ thẳng thôi rồi thí dụ như cái bó này nhấn sâu nó xuống một chút xíu đó rồi cho nó bóp lại cái cọng này bè quá không thích thì mình có thể delete nó đi nhé à, không không bắt buộc phải để đâu Ôi, cái này em thấy nó hơi to đấy nhét cái này xuống thôi ok ha đó bây giờ có cái cọng dây điện này với lại uh, uh, cái dây điện dài quá anh ta muốn thu cái đèn lên cái anh ta buộc rút ở đây ha nó uh, dây điện mình cũng đừng có tham dẻo mằn mèo quá nha À, tại vì cái, cái cái đèn này khi mình nó chì xuống đó, nó sẽ kéo thẳng cái cọng dây điện ra đó, mình có thể vẽ cái cọng dây điện như thế này nó chưa uh, đó rồi đặt vô cho nó đúng đi đặt cái vô đây nè ha uh, theo ba chục itz đó, thì nó đang nằm dưới này đó mình bỏ chụp z thì nó sẽ không có bị ảnh hưởng cái kia ha nó 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 không có bị mù xuống như thế rồi bây giờ nè uh, đó cái cọng dây rút này nè ha cái cọng đưa ra thì mình đi vẽ cái cọng đưa ra À, chọn hết tất cả các điểm của nó nè mình đi smooth nè ha đó cái cộng rút thì nó như thế nào thì tùy mình điều chỉnh cho nó thôi đó, mình mua điểm nè rồi nó có bị nhiều quá không nó bị nhiều quá nha scale nó lại nè đó, thấy cộng mập cộng ốm không đó, thì uh, khi mà nó có cái hiện tượng cộng mập cộng ốm nè ha uh, tại vì mình scale quá thì nó sẽ ốm lại thì khi nếu như mà cái này nó là cùng trên một cộng dây điện mà mình đi attack cho nó nha attack nè thì thì nó sẽ mập cùng với nhau ha nó nó sẽ mập như nhau tại vì nó cùng cái thông số thiết niệm này rồi bây giờ cái rút này ở đâu cái rút này mình vô cái dấu cộng nè uh, geometry nè ha xong rồi mình chọn qua cái dòng thứ hai nè nó có cái là tarot knot nè Đó, thì nó chính là cái đường rút này nhé mình hãy cho nó cái bán kính mà nó bằng với lại cái cộng dây điện này Đó, đặt nó vô cái vị trí nè nhấn 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 F4 lên, thấy cái lưới nó không? Rất là nhiều ha. Thì cái này mình nên đi giảm cái số lượng segment này cho nó, nó tới hai lần nè, mình giảm nó xuống còn 30 thôi. Đó, thì nó sẽ giảm xuống uh, cái cái lượng segment nó xuống đáng kể ha. Cái size này là mình để cho nó là 10 thôi. Rồi. Đây. Uh, Rồi, cái này mình có thể cho nó thấy cái radius này không? Cho cho nó nhỏ nhỏ lại. Rồi mình xoay cho nó xoay cho nó một cái chiều mà nó hợp lý ha à, để người ta có cái cảm giác á là đất ở đây nó là một cái mấu buộc nó à, thật ra nhìn xa cũng chả ai để ý đâu rồi ok nhé như vậy là em đã hướng dẫn dựng xong hết cái này rồi ở phần sau thì mình sẽ đi unwrap ha này mọi người có thấy em dựng hai lần á nó ra nó ra hai kiểu hoàn toàn khác nhau luôn không này đó cái này là hình xui nhé đó, cái có cái, cái điều là cái này em dựng cái uh, touru này nó hơi dài quá, nó mình dựng nó bớt bớt lại, rồi như vậy nhé. nó uh, tiếp theo thì mình sẽ đi unwrap cho nó ha. sang phần thứ ba thì mình sẽ tiến hành đi unwrap cho nó. ở trong phần này thì mình có sử dụng các plugin UV Tool và unwrap rồi. bạn nào chưa có cài đặt hai plugin này thì nhớ bấm vào hướng dẫn cài đặt phần mềm á, để mình đi download và cài đặt cho nó nhé. rồi, đó, cái đèn em dựng sao nó nhỏ quá, scale cho nó to to lên. Rồi, ok ha. À, cái này khi mà mình đi unwrap thì theo thói quen bình thường của em. Trời ơi, scale to lên quên mất kéo cái này. Này. Rồi, theo thói quen bình thường thì em sẽ đi uh, uh, tạo cho nó một cái vật liệu ha. Đó. Rồi, ở đây có sẵn cái vật liệu này rồi. Thì là cái bước này dễ nha. đây nè, v tên Material nè. Này, cái file thực hành của mình ha, đây em quăng cái chơi vô, cho nó là cái uh, kéo cho nó cái địa này, rồi gắn vô cho nó nhé, này, bây giờ nãy scale lên quên nó kéo kéo chưa hết ấy. rồi thế thì bây giờ uh, chỉ có mỗi cái này là mình đi unwrap rồi, à uh, đó, bây giờ mình đi unwrap từng cái ha, thí dụ như cái khung này cái khung này thì mình có thể là mình đi uh, attack nó lại ha nó đang là cái đường like á mọi người attack nha nó thí dụ muốn attack đồng loạt nhiều cái mình có cái attack multi nè tại vì có 6 cây cho nên em đi attack tay ha rồi khi mà mình vẽ cái đường like nha để mà đi unwrap cho nó đấy đây mọi người thấy nè có cái kiểm này rất quan trọng nha đó là generate mapping uh, đó rồi mình kiểm vô nè thì nó sẽ có cái texture ở đây đó, nhưng mặc dù hiện tại nó đang rất là xấu nha Nhưng mà khi mà mình kiểm vô á Mình đi uh, bật cái bảng U, uh, UV tool lên ha Bấm add lệnh cho nó nè Lập tức là nó đã có cái đường chỉ nó cắt sẵn cho mình hết rồi Lúc này là mình chỉ việc là uh, Mình đi nhấn uh, uh, Ctrl A ha Chọn hết nè uh, Bấm vô Unwrap một cái nè Unwrap thì cài theo, uh, kèm theo Unwrap Pro cho nó rồi Cái này mình có thể uh, xoay nó lại cho cho cái dân gỗ của nó chạy theo phân dọc nữa ha nhấn F2 cho nó hiện ra Ờ à, rồi như thế này đó các bạn có thể là hiện lên rồi mình mới là dự, nhớ là dụi nó ra trong đây ha để chi để mình có thể xài được cái ống hút nè mình hút cho nó bằng với lại tỷ lệ của cái này luôn à, cho nguyên cái đèn này của mình đó nó cùng chung cái tỷ lệ ha đấy như vậy là mình in ráp xong cái đó rồi bây giờ còn những cái vòng này thì mình in ráp làm sao nè ha hình vật nó sang edit table poly đó à, hồi nãy á, mọi người ít trước á thì nó sẽ còn lưu lại hết những cái cạnh này cho mình này thấy không? nó còn lưu cái cạnh trước vô nè ha. mình hãy uh, giữ cần và mình viết thêm một cạnh nữa. đó, mình biết thêm một cái cạnh dọc nữa nhé. xong rồi cái mình sẽ đi uh, chuột phải nè, mình chọn vô slip nó để cắt nó ra. lúc này mình bấm add lệnh nè. Uh, xong rồi cái nhấn nó nó đang chọn sẵn hết tất cả các mặt này cho mình rồi ha. các bạn quán vào planer nha. bấm vô planer này nè, thì những cái đường mà mình slip ra nó trở thành cái đường chỉ cắt ở uh, đấy. Như vậy thôi Là mình bấm vô Unwrap này nè Là nó sẽ duỗi ra ha Đó Bật cái bảng Editor này lên nè Đó Nhấn cần chỗ A để chọn hết nè ha Bấm vô đây để cho nó duỗi ra như thế này Đó Rồi Nó Hiện tại nó nằm dọc mà Cái dân gỗ nó theo ngang thì Ok hợp lý rồi ha à, Để cho nó cùng tỷ lệ á Thì mình cũng sẽ bấm vô cái cây hút này nè Mình hút cái tỷ lệ này ha Đó, Để cho cái độ to của cái dân gỗ nó cùng tỷ lệ Hình vật nó sang editable poly nè anh huh. ráp xong thì mình thấy à, ở đây đó các bạn có thấy là cái này thí dụ nhìn xa đó, nó thành nguyên cái tấm texture luôn ha vậy thì cũng cẩn thận cái chuyện này đó, bật lại cái bảng này nè đó, tại vì mấy cái này nó đang nằm sát nhau hết luôn á cho nên là nó xảy ra cái hiện tượng đó ha bấm vào đây nè trong mặt ha mình chọn một số cạnh đó mu nó đi ha đó, những cái này nè mình mu rời nó đi để cho cái texture của mình đó, nó đừng có bị lặp lại đó, có thể giữ cường trôn nè chọn nhớ kiểm vô đây ha để mình chọn một cái bully giá nó chọn nguyên một cái element cho mình nó muốn nó đi chỗ khác nó nhìn xa mình thấy là từng cộng này nó là cái test chơi riêng biệt ha nhìn nó sẽ thật hơn nó sẽ tốt hơn rồi cái này nó là cái cộng dây điện rồi cho nên là mình cũng chả cần quan tâm đâu rồi còn cái này nè ha cái này nó rất là nhiều à, mình tới cái dòng này đi à, cái này nó rất là nhiều à, cho nên là mình đi cắt cũng không biết cắt uh, như thế nào cho nó hợp lý ha. Thế thì á uh, mình có thể là bấm gán cho nó cái lệnh ẹt ở đây nè. Xong rồi cái mình đi uh, uh, đó, nó đang chọn sẵn hết mặt rồi ha. Uh, đấy, mình bấm vô đây nè, cái platin map mapping à, thì nó sẽ dựa theo cái góc độ của cái uh, của cái mặt mà nó đi cắt ra những cái đường chỉ này ha. Đương nhiên là không phải lúc nào nó cũng cắt theo đúng ý mình đâu. Rồi, cái này là hên xui nhé. Rồi. Uh, thôi, bây giờ mình sẽ uh, kệ nó ha Tại vì nó cũng là cái chi tiết nhỏ à nó, nó cắt ra một nồi mặt như thế này nè Nó bấm vào đây cái nè ha à, Xong rồi cái mình hút cho nó cái tỷ lệ này đi nó thì cái dân gỗ này Rồi, ở đây nó đang nằm ngang hết nè Mình bấm vào đây, xoay nó dọc lại ha nó, Thì cái dân gỗ nó đang đi theo hướng này Rồi hình bệnh nó sang uh, editable Poly luôn nhé thấy nó cũng ok mà Rồi ha, À, bây giờ còn hai cái còn 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 hai phần turo đó cái phần turo mình cũng sẽ làm giống như vậy luôn nha ví dụ như cái phần turo ở trên nè mọi người bấm add lệnh nè thấy không xong rồi cái mình nhấn cần a chọn hết tất cả các mặt này nè đó bấm vào đây nè rồi cái này nó đang cái sớ này có thấy cái dân em nhấn f2 để cho tắt cái mặt màu đỏ mọi người thấy nó dân ngang không đó thì mình sẽ đi xoay nó lại nè thì nó thành dân dọc ha đó cùng lắm bật cái bảng này lên kiểm tra lại cho chắc rồi để cho nó cùng tỷ lệ nè thì mình nhớ bấm vào đây nha mọi người nhớ bấm vô đây cho nó rải ra đây hết nè xong rồi mình mới dùng cái ống hút này nè mình hút thì nó mới nó nó mới hút được nó không bị lỗi nha đôi khi á mình không có chảy full trong này nè mình đi hút á nó ra cái tỷ lệ nó không đúng đâu nha nó sẽ bị lỗi á rồi cái tu ở dưới tu ở dưới thì nó có hai phần ờ, à, ok ha thôi thì mình làm riêng hai phần nhá thay vì mình đi attack nó lại Attack nó lại cũng được nó không phải là sai nhưng mà nhiều khi chút hồi mình muốn copy ra một cái đèn khác á và nó có cái nó 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 có hai lớp để mình điều chỉnh hai hai lớp toolu khác nhau á thì bây giờ mình đi làm riêng này add nè ha này uh, chọn hết tất cả các mặt nè thấy không? bấm vô đây một cái nè con chỗ à bấm vô đây đó rồi nó đang theo phương ngang nè xoay nó một cái uh, rồi chưa chắc gì nó theo phương ngang mình nó đang bị nằm lộn xộn rồi không cái này nó theo phương dọc luôn rồi Ok nhé à, Hút nó nè nó, Cho nó ra đúng tỷ lệ Kinh vật nó sang editable bully Rồi đối tượng còn lại cũng vậy luôn Rồi còn hai cái Còn còn cái phần dây điện này nè ha thì thứ nhất là mình có thể đi attack nó lại Cái này em nghĩ là mình không có cần phải đi in uh, unwrap cho nó đâu nha thành vật nó sang uh, editable boolean nè đó xong rồi mình có thể đi attack nó lại mình không có cần phải đi unwrap cho nó đâu tại vì cái cọng dây điện thì nó có thể vật liệu của nó là cái màu uh, cái cái màu đen của nhựa cái cái, cái nhựa bọc lại cái cọng dây điện đó nó thì cái đó nó đơn sắc thì mình cũng sẽ không có cần phải đi unwrap đâu ok nhá uh, như vậy là em đã hướng dẫn mọi người xong cái phần đi unwrap cho cái đèn này rồi ha phần sau thì mình sẽ đi uh, làm ánh sáng cho nó nhé ở phần thứ tư này thì mình sẽ đi làm ánh sáng cho nó Ở phần này mình có sử dụng các plugin copy paste Nếu như mà bạn nào chưa có download và cài đặt thì các bạn có thể quay về cái trang app để mà cài đặt cho nó nhé Phần này thì mình sẽ sử dụng cái file Lighting Studio mà mình đã thiết lập sẵn rồi Nếu như mà bạn nào chưa có cái file Lighting Studio này thì bạn có thể download nó ở phần file thực hành ha Đấy, để hoàn thiện cái model này thì mình có thể là uh, đặt cái đèn này vô ha Mình sẽ để cái model đèn này ở trong file thực hành nhé uh, Đó, chọn cái đèn nè align theo 30 ít đi center center nhớ là pick vô cái khu... nhớ là pick vô cái 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 cái, cái... ở cái 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 lưới của cái lồng chụp gà nha ờ... Uh... này dự định là bắt đầu làm lúc 2 giờ mà không biết hôm nay tại sao ngay tới 9 giờ sáng mới làm <cười> 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 này dự định là đi ngủ lúc 9 giờ này mày 9 giờ mới bắt đầu làm rồi ha đây cái này nè mình cũng sẽ đi attack với lại cái này luôn ha ờ, đâu đó thì cái này nó đã dup rồi nè cái này nó là một cái group riêng thì các bạn có thể nhấn cần cho u nó là phím tắt của uh, attack group ha nó attack vô một cái nè thì cái này nó sẽ vô cùng một group như thế này nhé xong rồi cái này mình cũng cần cho u luôn attack vô cái này đó rồi bây giờ mình cầm hai cái này nè ha mình uh, chuột phải chọn vô copy thì cái này nó là cái plugin copy paste À, còn nó ở đâu cài đặt như thế nào Quay lại cái map map xem nhé Sau đó rồi các bạn hãy mở cái file Lighting Studio này lên Ok chưa Mình sẽ chuột phải vô đây Sau đó mình chọn vô Path Đây Rồi Thí dụ như mình muốn một cái bố cục như thế này nhé à, Các bạn có thể sắp xếp lại tùy ý Đó mình xếp Uh, copy ra nhiều nhiều cho nên nhìn cho nó quanh tráng Rồi bây giờ thì mình sẽ đi thứ nhất là cái nền này mình thường không đi để nền trắng ha, uh, mình sẽ đi để nền đen. Uh, mặc dù render cho khách thì mình sẽ để nền trắng ha, render cho mình mình sẽ để nền đen, thích nền đen. Uh, rồi uh, cái cái này ha, mình có thể là đây trong cái file này nhớ nhà cái file này mình để cái 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 nền đằng sau với lại cái nền dưới đất á, nó là hai cái á, mình có thể giúp nó lại nè và đặt tên cho nó Uh, nền ha. Xong rồi cái bây giờ mình sẽ vô đi override vật liệu nhé. khách uh, mình vô uh, render nè, uh, render setup mà. Các bạn có thể nhấn F10 ha. Uh, tại mình đang quay clip thì không có nhấn được F10. Nhấn F10 nó ngưng cái quay clip. Rồi, ở đây mình nhấn chữ M nè, mình sẽ đi tạo cho nó một cái vật liệu, kêu là cái vật liệu chung ha. Chuột phải material V-Ray, V-Ray ở đây do là cái đèn máy che mình cho nó sẫm màu thì mình cho nó tầm khoảng cái 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 màu xám của nó mình cho nó tầm khoảng 50 ha bên đây bên V-Ray nè thì mình sẽ bật cái này lên bật cái override lên cầm cái vật liệu này quăng nó vô đây nhớ để là instant sau đó mình sẽ đi explode cái nền màu đen ra ok nhé rồi bây giờ mình sẽ thử đi render ha rồi mình vừa để cho nó chạy một chút bây giờ mình sẽ đi uh, vô cái like này nè mình đi điều chỉnh ánh sáng lại cho nó ha à, thí dụ như mình tắt hết đi mình bật cái đơm lên nè đó cái đơm này mình cho nó sáng nhẹ nhẹ thôi thí dụ như tầm khoảng 0.2 thôi ha xong rồi cái ánh sáng chính của mình thí dụ như là từ bên phải nó tạt qua thì mình bật cái này lên nè bật cái đèn bên phải lên ha mình thử cho nó là ba thử năm à, thử rồi ha cái cái show này thì mọi người có thể để cái độ cháy của nó À, tại vì cái này nó tối màu quá mình để cho nó là một luôn cũng được ha à, thôi giảm đi xíu 0.9 à, còn cái thành chắc của nó mình sẽ để nó là 0.2 ha rồi ok chưa này em nghĩ cái này nó tương đối nó ổn rồi còn mà nó trông như thế nào nữa đó Thật ra là mình sẽ phải lên vật liệu thì mình mới biết được ha đi noi mình có thể đi đi noi nó đi rồi à, tương đối thì bây giờ em sẽ để cái ánh sáng cho nó như thế này nhé Ờ, ở bước sau thì mình sẽ đi làm vật liệu và mình đi render final cho nó luôn nha. Rồi. Ở phần thứ 5 cũng là cái phần cuối cùng thì mình sẽ đi tạo vật liệu cho nó nha. Ở đây chỉ có cái vật liệu là mây tre thôi. Mà vật liệu mây tre thì nó sẽ giống như là cái vật liệu gỗ. Để cho cái bài mình thêm đa dạng thì ở đây mình sẽ đi sử dụng hai cái tay chơi khác nhau nhé. OK. Bây giờ mình sẽ tiến hành đi tạo vật liệu cho nó nha. Rồi. Bây giờ thì mình sẽ đi làm vật liệu cho nó nhé. À, trước tiên thì mình sẽ vào trong cái bảng F10. Mình đi tắt cái override đi ha. Không, trong tab vi ray nè, trong cái combo squid nè, mình đi tắt cái override đi. Nó đang auto sell mình sẽ phải đợi một chút xíu nhé Đấy. Ờ, ở đây ha, để lấy cái tá chơi. Bây giờ chắc là em sẽ xài luôn hai cái texture này hả Nó xài hai cái texture chơi cho nó đa dạng. Đa dạng màu. Đó, đi hút cái vật liệu này. Rồi ha, cả hai cái nó đều đã là sẵn vi rồi. Ờ, đấy bây giờ thì mình chỉ việc đi uh, tàu phản xạ cho nó thôi ha chứ lại tàu băm uh, rồi cái đó tiền mình ha uh, thì cũng như thường lệ thôi uh, em sẽ đi em em sẽ không có để vô trực tiếp đâu mà là sẽ qua bên cái top là color correction nè ha đó copy cái này ra rồi này uh, đưa cái map này vô đây vô đây vô đây rồi ha một cái là vô kênh review nè một cái là vô cái kênh uh, uh, nè và một cái là vô cái kênh uh, Rorosinit nè còn cái vật liệu này của mình thì mình có thể đặt cho nó là nó tăng một đối với là cái kênh băm á thì ở đây mình sẽ kiểm vô cái monochrom để cho cái map của nó nó trở thành trắng đen ha uh, đối với lại cái kênh này thì mình cũng sẽ đối với lại cái kênh uh, Reflect Rosinit mình cũng sẽ để cho nó là map trắng đen luôn Ờ, nhưng mà mình sẽ phải để cho nó sáng lên nhé, còn không thì nó sẽ may mờ dữ lắm. thí dụ như mình để cho nó lên 5 luôn đi, tại cái map này nó hơi tối. Ờ, cái này mình chưa thấy có tác dụng gì hết, là tại vì mình chưa có đi uh, tăng cái phản xạ này lên ha. Đó, rồi mình cho nó, ừ, cái này hơi nhiều. rồi tầm khoảng này, rồi cái này chắc là cho nó may mờ một chút xíu đi. em nghĩ uh, là cái dạng này thì nó sẽ khô khô, kiểu mây che này nó sẽ phản xạ một chút thôi, nó sẽ khô khô ha. Rồi thí dụ cho nó là 3.5 đi. Rồi, ok nhé. Đó. À, rồi, tương tự cái này cũng vậy ha. Đó, à, bây giờ mình sẽ thử đi render cho nó nhé. Cái bố cục này hồi nãy em vàng nó hơi bị đều ha. Đấy. Uh, em vừa mới ngưng lại để uh, đi dàn lại cái bố cục cho nó gọn hơn nó một cái tiền cảnh cái chung cảnh cái hậu cảnh uh, rồi ch chừa cái ở giữa chèn cái logo vừa là vừa ha uh, đấy uh, bây giờ ha thí dụ như mà mình muốn cái tim đèn này nó sáng lên thì mình sẽ kiểm vô là cái uh, cái cái này ha này nó chính là cái vật liệu phát sáng uh, cái tim này thí dụ như mình thích là nó màu vàng vàng nữa chẳng hạn bấm vô cái ô màu này nè mình đổi qua cho nó qua một cái màu cam cam vàng ha nó hơi sáng ấy cho nên là cái nó chuyển qua thành cái màu trắng luôn. Trắng sáng quá thì nó sẽ thành trắng ha. Ok thôi, kệ nó đi. Rồi, bây giờ nè, cái này mình uh, thích thì mình có thể là uh, các bạn thấy cái clan uh, effect này không? Mình có thể uh, kiểm vô đây nè ha. Nó, xong rồi cái mình có thể điều chỉnh sai luôn nè. Nó để uh, cho nó đè, nó nó có plump giác clear nè, ha. Nó nó giống như là mình chụp ảnh hơn. Nhìn cái model nó cũng long lanh hơn mình cứ điều chỉnh cái này nhưng mà coi chừng nó bị quá nha cứ vừa vừa phải phải thôi rồi em sẽ để như thế này nhé rồi như vậy là mình đã hoàn thành xong được cái model này rồi nha đó là toàn bộ nội dung của các tutorial ngày hôm nay hy vọng là mọi người có thể follow và làm theo mà không có gặp trục trặc gì nhé rất cảm ơn mọi người đã lắng nghe và theo phút này hẹn gặp lại mọi người ở trong một cái video clip khác nha bye, bye. xin chào mọi người nào